Trên mọi miền quê của Lào Cai lúc này, không khí của ngày bầu cử đang tràn ngập khắp đường thôn ngõ xóm. Cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Lào Cai đang háo hức chờ đón ngày hội lớn, lựa chọn những người đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân. Thôn Bản Thẩm, xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn có gần 270 cử tri sẽ tham gia bầu cử. Đa số đồng bào người dân tộc Dáy, dân tộc Dao. Những ngày này, giữa cái nắng nóng đỉnh điểm, bận bịu với mùa vụ sản xuất, nhưng tất cả mọi người đều sắp xếp công việc để chuẩn bị cho ngày đi bầu cử. Cả nhà gia đình ai được cầm cái phiếu này cũng là phấn khởi, ai không được cầm cái phiếu này cũng là rất là lo. Những ngày qua, tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Thẩm Dương đã huy động người dân làm cột cờ, cổng chào, trang trí tại khu vực bỏ phiếu, tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo không khí rộn ràng hướng tới ngày bầu cử. Các hộ dân mà sống ở cách xa trung tâm thôn, cái đơn vị bầu cử là tương đối là xa, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho thôn bản cũng như các đồng chí được phân công phụ trách và vận động những các hộ gia đình này là đến khu trung tâm thôn bản, các điểm bỏ phiếu là từ đêm hôm trước để sẵn sàng cho cái việc là hôm sau có thể bỏ phiếu đúng cái thời gian quy định. Tại huyện Bảo Yên, những ngày này cũng rộn ràng hơn. Bảo Yên có 106 khu vực bỏ phiếu. Địa phương đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sự thành công của cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, tất cả công tác chuẩn bị cơ bản xong. Nhân dân hết sức phấn khởi, chuẩn bị cho ngày hội lớn để thực hiện quyền công dân của mình. Cử tri chúng tôi rất là háo hức, thì chỉ nguyện vọng mong muốn là đến ngày được đi bầu cử sẽ lựa chọn những đại biểu mà có đủ đức, đủ tài, quan tâm đến người dân tộc thiểu số như chúng tôi, thì chúng tôi đang ở trong vùng rất là khó khăn. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội, cử tri kỳ vọng, mong muốn lá phiếu của mình sẽ bầu ra những đại biểu đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài, đưa địa phương ngày càng phát triển.